Từ sáng sớm ngày 22 tháng 8, ở sân bay Nội Bài, Hà Nội, gia đình, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi, ban huấn luyện cùng các đồng nghiệp ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng Sản Việt Nam có mặt để tiễn Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha chơi bóng. Dù vừa thi đấu xong cúp quốc gia nữ 2022 vào tối qua ngày 21 tháng 8, nhưng tất cả đã cố gắng có mặt sớm ở sân bay để tạm biệt Huỳnh Như. Mọi người cùng ghi lại bộ ảnh kỷ niệm và dành những lời căn dặn, chúc sức khỏe, may mắn và thành công đến cầu thủ hay nhất của bóng đá nữ Việt Nam đương thời. Theo đó, Huỳnh Như sẽ bay sang Bồ Đào Nha để chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ Lenk. Đội bóng Bồ Đào Nha này đã quan tâm Huỳnh Như từ 2 năm trước, khi mà đội còn đang chơi tại giải hạng 2. Hiện tại, Lenk đã giành quyền lên chơi tại giải vô địch quốc gia. Đội bóng này cũng có quyền tham dự vòng loại UEFA Champions League dành cho nữ. Nếu hoàn tất các thủ tục và khoác áo Lenk Villavedense FC, Huỳnh Như sẽ trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại thi đấu cho một câu lạc bộ chuyên nghiệp ở châu Âu. Đây được xem là cột mốc mang tính lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Nếu vượt qua buổi kiểm tra y tế, Huỳnh Như và Lenk FC mới đi đến ký kết hợp đồng, dự kiến kéo dài 2 năm. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi thừa nhận việc không có đội trưởng Huỳnh Như sẽ khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó trong việc bảo vệ chức vô địch giải nữ vô địch quốc gia và huy chương vàng môn Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc sắp tới. Tuy nhiên, câu lạc bộ vẫn tạo điều kiện để Huỳnh Như ra nước ngoài thi đấu. Việc cô ấy xuất ngoại sẽ mở đường cho nhiều cầu thủ nữ khác của Việt Nam có thể đi theo, qua đó giúp bóng đá nữ Việt Nam phát triển.